Ta-da! Thanh Tâm xin chào anh chị đã quay trở lại với chương trình Hàng chất lượng giá ấn tượng. Một quý nữa đã khép lại cùng với bao lo toan và mệt nhọc trong suốt nửa đầu năm 2022. Hẳn là ai trong chúng ta cũng đã trải qua nhiều chuyện, đều có nhiều điều cần sẻ chia, giải bày cùng với người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Và những buổi tiệc tùng liên hoan cùng công ty cho tới những bữa cơm gia đình hay là bữa nhậu cùng bè bạn là những dịp vui mà Tâm nghĩ rằng là anh chị sẽ không hề muốn bỏ lỡ chút nào. Tuy nhiên, Tâm biết là có nhiều người chỉ cần uống một chút rượu bia thôi cũng có thể xuất hiện những triệu chứng tiêu cực liên quan đến hệ tiêu hóa như đầy bụng khó tiêu, rối loạn tiêu hóa và loạn khuẩn đường ruột. Lý giải cho việc này là do khi mà chúng ta đưa rượu bia vào cơ thể thì 20% lượng cồn có trong rượu bia sẽ được hấp thu ở dạ dày, gây tăng tiết axit dạ dày nè và làm phân hủy men tiêu hóa dẫn tới triệu chứng đầy bụng khó tiêu. Còn 80% còn lại sẽ được tiếp tục hấp thu ở ruột và gây ảnh hưởng xấu đến lợi khuẩn hay còn gọi là men vi sinh, dẫn đến tình trạng loạn khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, Tâm hy vọng rằng anh chị ăn uống vui chơi cũng đừng bỏ lơ sức khỏe nha, vì chúng ta còn tới nửa cuối năm 2022 để có thể là phấn đấu học tập làm việc nữa mà. Và để giúp anh chị có thể tận hưởng hết mình trong mọi cuộc vui nhưng không phải bận tâm đến các vấn đề liên quan đến tiêu hóa, Tâm xin giới thiệu với mọi người một chân ái, một bảo bối, đó chính là Enzymat Duo Biotic hay còn gọi là viên nang kép Men Duo, nhập khẩu từ Tây Ban Nha và hiện đang có mặt ở mọi nhà thuốc của Pharma City. Viên nang kép Men Duo cung cấp đồng thời men tiêu hóa và men vi sinh, sẽ giúp bảo vệ và phục hồi hệ tiêu hóa hậu rượu bia với các ưu điểm sau. Viên nang ngoài cung cấp 5 loại men tiêu hóa cho dạ dày, viên nang trong bổ sung 5 tỷ lệ khuẩn sống cho ruột. Nhờ đó mà Men Duo có thể giải quyết toàn diện các vấn đề tiêu hóa do rượu bia gây ra như đầy bụng khó tiêu, rối loạn tiêu hóa và loạn khuẩn đường ruột chỉ với 1 viên một ngày. Sản phẩm viên hỗ trợ tăng cường tiêu hóa Enzymat Duo Biotic hiện đang bán tại tất cả các nhà thuốc của Pharma City với giá là 500.000 đồng một hộp 20 viên. Đặc biệt trong tháng 7 này đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn tặng ngay voucher 50.000 để áp dụng cho hộp Enzymat bất kỳ khi bạn mua hóa đơn từ 150.000 tại Pharma City. Mọi người lưu ý giúp Tâm là sản phẩm không phải là thuốc và sẽ không có sử dụng để thay thế thuốc chữa bệnh nha. Đừng quên đón xem video tiếp theo của series Hàng chất lượng giá ấn tượng để khám phá thêm nhiều sản phẩm xịn sò với mức giá tốt nhất được bán tại Pharma City nha. Pharma City kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.